Quy xin chào các bạn. Quy vừa từ Tân Châu Hồng Ngự trở về. Thì mấy chị với mấy cô chị cùng Hải Vân mời mình thưởng thức cái món bánh tằm ở chợ Mỹ Ngãi. Thì bánh tằm này cũng rất nổi tiếng ở cái khu vực này. Nhưng mà ở đây thì không có địa chỉ nên mình quay bên cái trường Mầm Non Ngôi Sao nè. Ở 367 đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đối diện xéo qua là các bạn sẽ thấy cái tiệm bánh tằm này. Mình đã được ăn bánh tằm ở Cà Mau, là bánh tằm cà ri gà với bánh tằm xá xíu. Nhưng ở đây là một cái loại bánh tằm khác, bánh tằm mà có sử dụng nước mắm nữa các bạn. Như các bạn thấy ở đây ngoài bánh tằm thì có đồ chua nè, rồi có cái này là bì phải không chị? Bì xíu mại. Ở đây có bánh tằm bánh hỏi bánh ướt luôn. À, bánh tằm bánh hỏi bánh ướt. Bì xíu mại. Thì có cả giá với dưa chua leo nữa kìa các bạn. Rồi có mỡ hành nữa. Thì cái này rất là cũng chắc lần đầu tiên mình được thử cái món này. Có gì bán vé số này kêu quảng cáo giùm luôn, mấy bạn tới đây ăn nhớ ủng hộ mua vé số giùm gì luôn. Hôm nay mình đi với mấy cô mấy chị đây dẫn đi nhà thờ Thượng Phước. Rồi mấy cô mấy chị dẫn cho thưởng thức cái món đặc trưng ở đây nè. Bánh tằm. Cái khẩu nó cái nước mắm này là nó sao chị? Chua ngọt hả chị? Chua ngọt chua nó kẹo nè. À, nước chua ngọt đậm đà. Dạ. Bánh tằm Mỹ Ngãi ngay chợ Mỹ Ngãi. Nếu bạn nghe chị nói thì cái bánh tằm này là cái gọi là bánh tằm ngay chợ Mỹ Ngãi. Chỉ cần họ nói đến cái địa danh này thì người ta sẽ chỉ các bạn chính xác đến cái quán này luôn. Tại cái quán này nghe theo mấy chị với Hải Vân nói thì rất nổi tiếng. Các bạn thấy không? Ở Cà Mau thì mình cũng ăn cái cọng bánh tằm ở Cà Mau mình ăn to hơn. Cái cọng này nhỏ như cọng bún nè các bạn. À, nhỏ như cọng bún thôi, như cọng bún tươi vậy á. Rồi nè mấy bạn thấy không, ở đây mình cũng có giá nè, cũng có bì nè, rồi có xíu mại và có thịt nữa, dưa leo rồi rau sống, rau thơm nè, rồi trộn lại. Mỗi vùng miền mỗi nơi ha, đi với những người quen, những người làm, những người tại địa phương thì sẽ chắc chắn sẽ được giới thiệu những cái món, những cái quán rất là đặc trưng ha các bạn. Rồi mình cũng đói bụng rồi, giờ ăn tiếp. Cái vị ở đây có vị ngọt, biết ở trong hay trong miền Tây mình hay là ở miền trong Nam thì có vị ngọt của đường nè các bạn. Nước mắm này có ngọt, có vị hơi chua, tại ở đây các bạn như thấy có đồ chua nè, có cải cà rốt ấy nè, rồi cái sợi bánh tằm này rất là mềm dai dai. Có cái vị giống bánh ướt. Bánh tằm ép hả chị? Đây là bánh tằm ép. Dạ, ở đây người ta tự làm luôn hay là mình? Cái này là trong cái lò bún. À, trong lò bún. Hồi xưa thì có tự làm thủ công. À, hồi xưa là làm tự dùng. Dạ. Người ta đưa qua máy móc ép. Dạ. Ép xuống rồi ta bắt nó qua dĩ, bắt đầu người ta mới vô một cái lò lớn gì người ta hấp. Dạ. Có cái lò người ta dùng một trấu. Dạ. Đậy lại vậy nè. Dạ. Nó tương tự như cái chỗ mà người ta làm ra bánh
ướt vậy đó, nhưng mà nó lớn hơn. Dạ. Rồi là bắt cái dĩ xong rồi đưa cái dĩ đó lên xay nắp lại hết, chính là đưa ra rồi. Dạ. Mình gọi là bánh tầm ép đó. Dạ. Coi bác mình Vinh làm từ đầu cho tới ra được cái tầm bánh như vậy luôn. Em nhỏ nhỏ cũng qua chị bán. Chị cái quán này có lâu chưa? Lâu quá rồi. Rồi mấy chục năm ra lại nó đã có rồi. À. Dạ. Dạ. Như mấy chị ở đây, mấy cô ở đây chia sẻ thì cái quán này rất có mấy chục năm rồi. Cái quán này cũng là nghề gia truyền từ mấy đời. Mấy chị nói ha, nhớ đi, mấy chị không phải người của quán nha bạn, mấy chị đi theo mình thôi, nhưng mà mấy chị nói hãy mấy bạn tới chợ Mỹ Ngãi thì nên thưởng thức bánh tầm ở đây để cảm nhận cái hương vị. 8-9 giờ, 12 giờ đêm, 3 giờ sáng sớm, ngon đến miếng cuối cùng luôn nha bạn. Này nó không có nóng nên ăn lúc nào không được, không sợ nguội. Ăn vừa cũng giống như bún mà mẹ, vừa giống bánh ướt, nó dính dính với nhau. Bánh tầm ép. Bữa nay em về có bà xã gì không? Không, về mình bà xã mất làm với con đi học. Món này cũng ngon đến miếng cuối cùng nha các bạn. Rất là ngon. À, mình như Hải Vân chia tay mấy chị mấy cô ở đây thì dạ cảm ơn. Dạ chị, một dĩa mình là bao nhiêu tiền nãy em tay mấy 20 ngàn rồi, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt nha. Dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ, mấy bạn có đến chợ Mỹ Ngãi tới ủng hộ quán bánh tầm này nha các bạn. Thưởng thức hương vị của miền Tây. Dạ con ở trên Sài Gòn về. Dạ cảm ơn, chào chị, mấy chị chào gì, chào mấy chị.